thay pin cho Samsung Tab T530 T531 nó giống hệt nhau. Lưu ý một chút khi thay pin là khi các bạn thay pin Tab T530 T531 là cái phần chân connect hết sức nhẹ nhàng, không là nó tung hết cả chân. Thứ hai là khi mà nó rất là nhiều ốc này. Đây là một chiếc Samsung Tab T530 T531, nó phồng đẩy cả pin làm cho màn hình nó bị ố rột vàng đấy. Cáp cái đối chân sạc với màn hình, bạn để ý một chút đó, nó rất đơn giản thôi, nó không khó. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần pin, đến pin của Samsung Galaxy Tab T530, khi các bạn chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đây là pin của Tab T530 T531 bị phồng, tên mã thì nó ở phía dưới đuôi máy này, 6800. Phòng các bạn thể bóp được xong pin zin nó thì nó phẳng đét này, không phòng rộp này. Hiện tại di động cao cấp.vn nó là một trong địa chỉ cung cấp tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy Tab T530 T531. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm thì các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, tôi tiến hành thay mới cho các bạn nhanh chóng chính xác. Đó, thay nó cũng đơn giản thôi, nó không khó gì các bạn ạ, quan trọng là có sẵn pin hay không để thay thôi. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn cần thay pin Samsung Galaxy Tab T530 T531, các bạn có thể gọi điện thoại đặt hàng tại website di động cao cấp.vn 0911582123, hoặc quý vị có thể gọi điện tôi tư vấn và chuyển pin đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được pin, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đó, thay nó rất là đơn giản thôi, khoảng 5-10 phút đã có thể thay xong cả các máy như này. Đó. Vậy là đã xong, hồi sinh xong. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 hoặc đến các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.